đây là 1 giờ đêm chưa đi ngủ. Đây là cái cây dâu mùng và đây là cái mùng đó. Và đây là lùi cười nè, nụ cười khả ái khi ẩm đi chơi đi ngủ. Đưa tay làm gì, không có thân thiết nữa. 1 giờ đêm rồi, nguyên một ngày tôi dọn phòng tôi mệt mỏi, tôi chưa tắm rửa luôn, nguyên một ngày tôi chưa có ngủ rồi. Nhưng mà kiểu mà ngủ là cái gì nè, ta ngủ cái gì nè đó. Thì ba lỡ rồi, ba lỡ có chót dại có mấy lần rồi, kiểu giống như ba ôm cho anh ngủ á. Sao bây giờ anh về nè, đó ngủ đi. Thấy gì nè, lại chót dại có mấy lần ôm như lòng ngủ thôi. Giờ đêm nè phải bắt ôm vô với vô nuôi ngủ. Hồi đó là tự lập rồi, bây giờ vậy nè. Mà không biết chắc dạ hôm nay bị giống như kiểu bị sự bị tâm lý hay sao. Bây giờ ngủ cái lười nha. Bây giờ nó ngủ cái lười nha đi. Bây giờ ngủ cái lười. Nên ngủ đi. Nhớ thấy ngủ ba. Đây nhớ. Ngủ đây. Nhớ này. Đây. Ngủ đây. Đây xuống đây. Đây. Ngủ cái lười ra đây. Trời ơi, chổng cho mặt luôn nó chịu. Đúng vậy. Không chịu ngủ mà mình mất vô chung rồi khổ ghê. Bữa giờ kiểu không đang sửa phòng, thành ra cái máy lạnh phà vô cái cho anh ngủ trong giường á. Anh đi quen văn hóa ngủ chung à. Thấy anh vừa ngủ nhanh anh vừa à. Anh cô đơn á. Bây giờ là 1 giờ đêm anh ngủ. Nhân mùng lại nha. Mà đặt cái mùng nữa nha.